Hơn 300.000 thí sinh không đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học sau khi hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đóng chức năng đăng ký nguyện vọng của thí sinh vào lúc 17 giờ chiều qua. Như vậy, có hơn 300.000 thí sinh ban đầu đăng ký xét tuyển, nhưng sau đó đã không đăng ký nguyện vọng vào đại học nữa. Con số này được cho là bình thường, gần bằng tỷ lệ mọi năm. Từ ngày 24 tháng 8, hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ mở chức năng nộp lệ phí xét tuyển cho thí sinh, cũng bằng hình thức trực tuyến. Có một tuần để các thí sinh hoàn thành việc này, mức lệ phí là 20.000 đồng một nguyện vọng xét tuyển.